Bây giờ chúng ta sẽ học cái ý nghĩa của phương pháp thư giãn, soi sáng và trị liệu. Nếu chúng ta biết cách thực tập cái này vào buổi trưa sau giờ nuôi dưỡng và trị liệu, thì tiếp tục chúng ta thực tập cái điều này thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc chuyển hóa những bệnh tật, khai thông những bế tắc của mình. Và đến buổi tối thì chúng ta cũng không cần ngủ, mình chỉ cần nằm và thực tập theo dõi hơi thở soi sáng như thế này thôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái con người của mình nó sẽ nhẹ nhàng, tỉnh táo và khỏe mạnh lắm. Vậy thì cái nguyên tắc này được ứng dụng như thế nào và ý nghĩa của nó từ đâu mà có? Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng trên cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ chúng ta đã học rồi, cũng như là cái nguyên tắc số 3 cũng là nguyên tắc của vũ trụ, thì chúng tôi đã nói với quý vị mấy hôm nay. Vậy thì trong vũ trụ này, cái năng lượng vũ trụ này nó sẽ biến thành ra năng lượng ánh sáng cho chúng ta, phải không? Từ cái năng lượng vũ trụ này nó sẽ biến ra cái ánh sáng. Vậy thì cái ánh sáng đầu tiên là ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này nó biến thành ra cái ánh sáng quang phổ cầu vồng. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là chúng ta có ba cái thế giới trong vũ trụ này. Thế giới thứ nhất là thế giới khoáng sản vô tình, đất đá. Thế giới thứ hai là thế giới cây cỏ, thực vật. Và thế giới thứ ba là thế giới động vật. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy cái ánh sáng này, chúng ta đi vào một cái môi trường của vô tình, đất đá, nhà cửa. Chẳng hạn như giờ mình có một cái nhà kho, một cái góc nào đó, khi mà nó không có ánh sáng, tù túng, tối tăm, thì nó đưa đến cái gì? Ẩm, mốc, kiến, chuột, gián, nhện, phải không? Vậy thì bây giờ mình biết rằng cái nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng là khi bóng tối có thì ánh sáng không có, khi bóng tối có thì năng lượng tiêu cực có, mà năng lượng tiêu cực có thì năng lượng tích cực không có. Vậy thì khi chúng ta bị một cái nơi nào đó tối tăm thì nó sẽ dẫn tới âm u, lạnh lẽo, nó tạo ra mốc, kiến, chuột, gián, nhện, hôi hám, dơ bẩn. Bây giờ chúng ta muốn giải quyết hết cái những cái đó thì chúng ta chỉ việc đưa cái ánh sáng vào, càng liên tục bao nhiêu, càng mạnh mẽ bao nhiêu, tức là ánh sáng càng mạnh bao nhiêu thì bóng tối càng ít bấy nhiêu, ánh sáng càng có mặt bao nhiêu thì năng lượng tích cực nó sẽ nhiều bấy nhiêu, mà năng lượng tích cực càng nhiều bao nhiêu thì năng lượng tiêu cực sẽ ít bấy nhiêu. Vậy thì chỉ cần mở cửa cho ánh sáng nó vào, sự thông thoáng nó vào, thì bóng tối, âm u, ẩm mốc, lạnh lẽo, kiến, chuột, gián, nhện từ từ nó sẽ biến mất. Vậy thấy chưa? Mình chẳng cần phải bỏ thuốc, chẳng cần phải đuổi, chẳng cần phải diệt nó gì cả. Vậy thì đó là cái nguyên tắc ứng dụng vào cái thể thứ nhất là đất đá vô tình. Bây giờ cái thứ hai cũng vậy, cũng cái nguồn năng lượng này, chúng ta thấy rằng khi mà cái nguồn năng lượng này nó đi vào cái quang phổ của chúng ta, ánh sáng mặt trời xuất hiện, thì chúng ta sẽ thấy gì? Khi ánh sáng mặt trời xuất hiện nó chiếu vào cây cỏ, thì cái cây cỏ này và cái đất mình nó sẽ chuyển hết tất cả những cái ô nhiễm, cạnh bẩn, rác rưới, dơ giấy, hôi hám thành ra cái gì? Thành ra chất dinh dưỡng, thành ra mùi hương thơm, thành ra màu sắc tươi đẹp, thành ra dưỡng khí oxy, thành ra năng lượng sống cho toàn thể vũ trụ nói chung và cho động vật nói riêng. Khi ánh nắng mặt trời, ánh sáng này tắt đi thì những phản ứng quang hợp chuyển hóa này không còn. Vậy thì đất vẫn là đất, ô nhiễm, phân rác vẫn ôi ám dơ thường, cây vẫn nằm yên không chuyển hóa cho chúng ta, không có cái gì tốt đẹp cho chúng ta hết cả. Vậy thì cái ánh sáng này nó cũng sẽ giúp cây cỏ chuyển hóa hết tất cả những cái ô nhiễm xấu xa thành cái đất đẹp cho chúng ta. Và tương tự như vậy, chúng ta đi vào cái thế giới thứ ba là thế giới của động vật và cụ thể là con người chúng ta. Vậy thì con người chúng ta sẽ ứng dụng cái ánh sáng này như thế nào? Bởi vì mình là một cái loài động vật cao cấp hơn những loài động vật khác, tức là ngoài cái ánh sáng bình thường, mình còn một cái ánh sáng của ý thức, của tâm thức. Vậy thì mình phải biết kết hợp như thế nào. Lấy ví dụ như sau 3 ngày hay 7 ngày quý vị rời xa cái nhà của mình, mình đóng cửa nó lại, nó tối tăm, nó mịt mù, nó ẩm, nó mốc, nó nóng, nó hôi hám. Bây giờ khi mình về tới nhà sau 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, cái mình mở cửa ra, cái mình ngửi thấy cái mùi ẩm mốc nữa rồi, chắc chắn là sẽ có nước nó rò rỉ,
trong mấy ngày mình đi nó bị tù túng bế tắc, thành ra có thể là nước nó xì ra, ẩm mốc cũng tạo ra nhiều, thành ra nó hôi hám. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở đèn ra, đi tới đâu mình mở đèn, mình đi tới đâu mình sẽ chú tâm, mình đi tới những nơi có nước, chẳng hạn như nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, và cứ đến đâu là mình mở đèn đến đó sáng sủa, thì mình sẽ nhanh chóng dễ dàng phát hiện ra cái chỗ nào nó bị nứt, chỗ nào nó bị rò rỉ, chỗ nào nó bị ẩm mốc. Và khi chúng ta phát hiện được cái chỗ mà nó bị rò rỉ, bị hư, thì ngay lập tức nếu mình không phải là một cái người có khả năng chạy ra tiệm mua về thay, thì ít nhất mình cũng phải biết kêu ai tới thay cái ống nước, cái vòi nước của mình nó bị rò rỉ hay nó bị hư. Hy vọng là chúng ta sẽ không kêu thợ điện tới để sửa ống nước, phải không? Chúng ta cũng không kêu thợ mộc hay thợ hồ tới để sửa ống nước. Rồi, vậy thì cũng một cái ví dụ như thế, nhưng mà qua một cái hoàn cảnh khác. Cũng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày chúng ta rời xa khỏi nhà mình. Bây giờ chúng ta về nhà, chúng ta mở cửa ra và chúng ta ngửi thấy cái mùi cháy khét. Mà cái mùi khét này là mùi khét của điện, tức là nó có cái mùi cháy khét và có cái mùi của cao su. Vậy thì khi chúng ta mở cửa nhà ra, chúng ta phải bắt đầu mở đèn lên và mình tập trung để mình ngửi thử xem cái nơi nào nó sẽ tỏa ra cái mùi cháy khét này nhiều nhất. Và chắc chắn bây giờ thì chúng ta sẽ không chui vào trong nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, mà chúng ta sẽ đi tới những cái nơi nào có những cái ổ điện nhiều, có những cái thiết bị điện nhiều, phải không? Vậy thì tới đâu chúng ta mở đèn đến đó và chúng ta sẽ ngửi được cái mùi nó nồng hơn, đậm hơn, và thậm chí có khi chúng ta thấy những cái khói đen nó lan tỏa ra xung quanh cái ổ điện, cái ổ cắm. Thì khi chúng ta nhìn thấy một cái ổ điện nó bị chập mạch, nó cháy, nó khét như vậy, thì bây giờ chúng ta cũng thế, khi mình phát hiện được rồi thì mình sẽ biết xử lý như thế nào. Nếu mình không đi ra tiệm mua cái ổ điện khác về thay được, thì cũng hy vọng rằng mình sẽ không kêu ông thợ ống nước tới để thay ống điện này cho mình. Mình biết cách kêu ông thợ điện, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây mình dùng hai cái ánh sáng. Ánh sáng thứ nhất là ánh sáng đèn ở bên ngoài, hay là ánh sáng tự nhiên khi mình mở cửa ra nếu đó là ban ngày. Nhưng mà cái ánh sáng thứ hai là ánh sáng gì? Ánh sáng của sự chú tâm, của sự tỉnh thức. Vậy bây giờ mình sẽ xem hai cái ánh sáng đó, ánh sáng nào quan trọng hơn. Trở lại với cái ví dụ đó, nếu sau 3 ngày, 7 ngày mình đi về mà mình mệt mỏi quá, mình buồn ngủ quá, vậy thì khi mình về nhà mình sẽ không còn tỉnh thức, không còn chú tâm nữa, thì mình chả có khả năng để mà ngửi thấy mùi ẩm mốc hay là mùi cháy khét. Mặc dù mình có thể mò tay mình mở cái đèn lên, nhưng mà mình chui vào giường hay là thậm chí mình mệt quá mình nằm xuống nền nhà luôn. Ha. Như vậy thì cái ánh sáng bên ngoài cũng chả quan trọng, ánh sáng bên trong khi nó tắt rồi. Hay là chẳng hạn như cũng sau 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày mình đi về, nhưng mà bây giờ mình ăn no bụng xong có mình ghé chỗ nào mình nhậu mình nhẹt nữa, đó là bia rượu nó vô nó làm cho mình bị mất cái khả năng làm chủ cái ý thức của mình, thì như vậy mình về đến nơi mình cũng chả có khả năng tập trung để ngửi thấy mùi ẩm mốc hay mùi cháy khét. Vậy thấy chưa? Thì như vậy để chúng ta thấy rõ ràng là cái ánh sáng bên trong, sự tỉnh thức, sự tập trung sẽ quan trọng hơn. Và bây giờ chúng ta làm một cái thí nghiệm khác cũng giống như vậy, nhưng mà tình huống khác. Bây giờ mình cũng đi về tới nhà sau 3 ngày, 7 ngày như vậy, nhưng mà với sự tập trung của mình, bây giờ nó cúp điện mất, không có điện. Nhưng mà chắc chắn rằng mình biết rằng khi nó cúp điện thì mình sẽ cố gắng tập trung hơn. Và cái nhà của mình thì mình biết rất rõ nơi nào là nhà bếp, nơi là nhà tắm, nơi nào là nhà vệ sinh, phải không? Nhắm mắt mình vẫn đi tới nơi được. Chỉ có điều là sao? Chậm hơn. Mình phải mò mẫm một tí xíu, hay mình phải chậm hơn tí xíu để mình khỏi vấp, khỏi nẻ, khỏi đụng cái này rớt, đụng kia rớt. Vậy thì khi mà mình không có ánh sáng bên ngoài thì mình sẽ tập trung hơn, nhưng mà mình vẫn đi đến được, vẫn có thể dùng cái sự tập trung để mình ngửi, mình phát hiện được cái chỗ nó có vấn đề. Vậy thì trong hai cái nguồn ánh sáng đó, cái nguồn ánh sáng bên trong của sự tỉnh giác, tỉnh thức sẽ quan trọng hơn ánh sáng bên ngoài của thiên nhiên, của tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta kết hợp được cả hai cái nguồn ánh sáng đó lại với nhau cùng một lúc, thì nó sẽ làm cho chúng ta nhanh chóng phát hiện và xử lý được cái sai sót, cái trật. Đấy, thì ở đây cũng vậy, tức là chúng ta thấy sau cái giờ buổi trưa, sau cái giờ buổi trưa là cái giờ tốt đẹp nhất, năng lượng sung mãn, mạnh mẽ nhất, cân bằng đối xứng, chúng ta đã nuôi dưỡng mình xong rồi, thì khoảng chừng 15 phút sau là mình có thể nằm ở cái tư thế nằm. Thì
Thì khi chúng ta nằm ở tư thế nằm thì toàn thân của chúng ta nó sẽ cân bằng đối xứng một cách tự nhiên, phải không? Khi chúng ta ở cái tư thế nằm thì toàn thân của chúng ta sẽ cân bằng từ đầu đến chân, từ trái sang phải một cách rất là tự nhiên. Và cái giờ buổi trưa là cái giờ năng lượng cao nhất, mạnh nhất, đường ống của chúng ta giãn nở nhất. Đấy, vậy thì tất cả những đường ống của chúng ta được giãn nở và thêm cái từ trường của nó là mạnh mẽ, sung mãn, tốc độ di chuyển là nhanh nhất nữa. Thành ra đó là những cái trợ duyên ở bên ngoài của năng lượng vũ trụ và của ánh sáng bên ngoài. Kết hợp với cái thư giãn xong, chúng ta đi tới cái phần thứ hai là soi sáng, là chúng ta dùng cái ý thức nhận biết của mình chiếu rọi từ trên đầu xuống tới chân, từ chân lên đầu, sau đó là từ bên ngoài đi sâu vào bên trong tới từng cơ quan bộ phận. Và cũng vậy, khi chúng ta chiếu rọi tới đâu thì cái ánh sáng bên ngoài cộng với ánh sáng bên trong, hai cái sẽ cùng phối hợp để nó giúp cho chúng ta nhanh chóng phát hiện những chỗ nào bị bế tắc, bị tù túng, bị tổn thương, bị hư, bị dơ bẩn, thì ngay lúc đó nó sẽ biết cách để xử lý. Tại vì khi chúng ta xử lý cái ống nước bị vỡ, bị rò rỉ, khi chúng ta biết cách xử lý cái ổ điện bị cháy, thì cũng từ cái niệm khởi, từ cái ý thức, từ cái tuệ giác bên trong não bộ của mình mà ra bên ngoài. Vậy thì nó cũng sẽ từ trong cái ý thức tỉnh giác, cái tuệ giác bên trong não bộ của mình để nó đi thẳng vào bên trong cơ thể của mình. Thành đó lý do tại sao chúng ta gọi là thư giãn, soi sáng và trị liệu. Nó từng bước một nhưng nó đều liên tục hỗ trợ cho nhau theo cái nguyên tắc số 3, kiền ba chân của vũ trụ, theo cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ. Và đó là chúng ta thực tập. Và nếu chúng ta thực tập làm được như vậy buổi trưa thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả nó vô cùng. Bởi vì nó có cái nguồn năng lượng ở bên ngoài của vũ trụ là nguồn năng lượng đang sung mãn nhất ở cái thời điểm này. Và chúng ta cũng vừa mới nạp cái năng lượng của mình vào là năng lượng thô, mặc dù nó không quá đầy để nó làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta mệt mỏi. Và chúng ta dùng thức ăn nhẹ nhàng vừa đủ, không quá đầy, và chúng ta nằm xuống nữa thì cứ duy trì cái sự tỉnh giác tới một cái mức độ, đừng để rơi vào giấc ngủ, thì cứ rà soát từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong liên tục chậm rãi từ tốn vậy. Thì khi chúng ta thực tập được như vậy thì chúng ta đưa cái sự thực tập đó vào buổi tối là cái thời điểm mà bắt buộc chúng ta phải nằm ngang, phải thư giãn, thì nó cũng sẽ tiếp tục tìm chiếu rọi và sửa sang hết tất cả những cái bế tắc, cái rối loạn, cái hư hỏng cho chúng ta. Thì đó là lý do tại sao nó gọi là thư giãn, soi sáng và trị liệu. Rồi, thì chúc quý vị biết cách thực tập đúng đắn và sẽ gặt hái được cái lợi lạc của nó. Tỉnh giác là tuệ giác phát sinh. Rồi, cảm ơn đại chúng. Giờ chúng ta thực tập.